Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 115. Ha ha, Diệp Bắc Minh chết đến nơi rồi còn cứng miệng như vậy à? Giang Tiên Nhi lắc đầu, cười lạnh nhìn Diệp Bắc Minh, các chị em, mời chồng của mọi người ra tay thôi. Được, còn ngẩn người ra đó làm gì? Mau thay chị em mình giành lấy thằng nhóc này. Tôn Nhiễm, Chu Phù Dung, Giang Tuyên Nhi nhìn nhau cười xảo trá. Ba người Nguyên Lập, Tiêu Lăng Thiên, Vương Lỗi siết chặt nắm đấm, nở nụ cười xấu xa đi tới. Nhóc con, quỳ xuống rồi lại nói. Nguyên Lập sải một bước liền xông tới trước mặt Diệp Bắc Minh, đột ngột vỗ xuống một chưởng. Bùm, sau một tiếng vang như bị bóp nghẹt, năm ngón tay của Nguyên Lập đã móc lấy bờ vai Diệp Bắc Minh. Thời điểm tiếp xúc với vai anh. Ây ai! Nguyên Lập lại hét thảm một tiếng, cánh tay vươn ra kia liền nổ tung tại chỗ. Chồng ai! Khuôn mặt thanh tú của Tôn Nhiễm biến sắc. Nguyên Lập kinh hãi nhìn Diệp Bắc Minh, vội vàng lùi bước. Không phải anh kêu tôi quỳ xuống sao? Lùi lại làm gì? Diệp Bắc Minh cười khẩy trêu tức, vươn tay chụp vào không khí. Một cỗ lực lượng không thể ngăn cản tóm chặt lấy Nguyên Lập kéo hắn bay. Về phía anh, tiếp đó không dư thừa lấy một giây mà đánh ra một chưởng. Phần đầu của Nguyên Lập tức khắc nổ tung. Hai chân vẫn còng gối quỳ trên đất, chết. Chồng ơi! Tôn Nhiễm khiếp đảm hét lên. Làm sao có thể, rõ ràng là anh đã uống hóa công tán rồi mài. Tiêu Lăng Thiên cùng Vương Lỗi sợ đến mức không ngừng lui về phía sau, kinh hãi nhìn Diệp Bắc Minh. Cảnh giới, thực lực của Nguyên Lập tương đương với họ, vậy mà đang sống sờ sờ cứ như vậy bị một chưởng của Diệp Bắc Minh đánh chết. Diệp Bắc Minh giống như thần chết đi về phía hai người họ, đừng sợ, cùng nhau tới đây quỳ xuống đi. Nói đoạn hai tay liền vươn về phía trước nắm lấy. Đừng mà! Trái tim hai người họ như rơi xuống hầm băng, đều tự mình tế ra một thanh bảo kiếm, trong nháy mắt kiếm khí vọt thẳng trời cao. Diệp Bắc Minh tung ra một quyền chôn vùi tất cả kiếm khí, dư chấn còn lan rộng ra ngoài. Tiêu Lăng Thiên cùng Vương Lỗi nhếch nhác đập mạnh vào tường phòng như chó chết, phun ra một ngụm máu rồi trượt xuống nền đất. Diệp Bắc Minh cách không nắm lấy, hai người lại như hai miếng rẻ rách rơi vào trong tay anh, cậu Diệp, đừng giết chúng tôi mà. Đều là do bọn họ. Năm ngón tay thu lại. Cổ của hai người nổ tung tại chỗ, đầu rơi xuống đất. Thi thể tùy tiện ném sang một bên. Anh! Sắc mặt ba người Tôn Nhiễm, Chu Phù Dung, Giang Tuyên Nhi tái nhợt. Cái chết của chồng mình không khiến họ đau lòng bao nhiêu phần, ngược lại mang theo sự kinh ngạc xen lẫn sợ hãi nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Vầng trán Giang Tiên Nhi không ngừng túa ra mồ hôi lạnh, yêu kiều hét lên, các chị em! Nếu chúng ta bắt tay kết trận còn có cơ hội giết hắn, báo thù cho chồng của mọi người. Giết! Bốn người đồng thời gầm lên. Tuy rằng đều là phụ nữ nhưng sát khí của họ không hề yếu chút nào. Họ lập tức chiếm giữ bốn vị trí và tự mình phun ra một ngụm tinh huyết, nhanh nhẹn khắc xuống phủ văn máu. Trong nháy mắt trận pháp đã hoàn thành. Khung cảnh của cả căn phòng thay đổi chóng mặt, Diệp Bắc Minh tựa hồ đột nhiên rơi vào địa ngục Tu Lan. Ánh sáng màu máu ngưng kết bốn phía, hóa thành vô số ác quỷ nhảy bổ tới. Diệp Bắc Minh giơ tay đấm một quyền, đánh tan tác đàn ác quỷ đang ập tới kia, nhưng ánh sáng đỏ sau khi tiêu tán lại tụ hợp lại thành một nhóm ác quỷ. Khác lao về phía anh. Trải qua mấy chục vòng, Diệp Bắc Minh phát hiện ra những ác quỷ này vô cùng vô tận. Cho dù bị anh một quyền đánh tan thì vẫn sẽ nhào tới như cũ. Ha 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 ha, Diệp Bắc Minh. Đây là trận pháp dẫn hồn được luyện hóa từ tinh huyết của bốn người chúng tôi, giọng nói phấn khích của Giang Tiên Nhi vọng tới từ bên ngoài trận pháp. Chỉ cần bốn người chúng tôi không chết thì trận pháp này sẽ không bao giờ bị phá hủy. Anh không thể giết hết ác quỷ bên trong đâu. Diệp Bắc Minh, anh cứ tận hưởng rồi chết vì kiệt sức đi. Vậy sao? Diệp Bắc Minh buồn cười lắc đầu. Anh đột nhiên gầm lên một tiếng, quyền càn khôn chấn ngục. Cái bóng khổng lồ cao vạn trượng của tháp càn khôn chấn ngục xuất hiện sau lưng anh đấm ra một quyền. Cái bóng của tháp càn khôn chấn ngục theo đó nghiền ép lên, răng rắc. Sau một tiếng vang giòn giã, trận pháp dẫn hồn giống như một mặt gương xu, từng vết nứt dạn ra tứ phía rồi nổ tung, tất cả ác quỷ đều gào lên thảm thiết tiếng và biến mất. Trận pháp bị cưỡng chế phá vỡ, bốn người bị cắn trả, đều phun ra một ngụm máu. Diệp Bắc Minh ngắm chuẩn hướng của Giang Tiên Nhi, một bước đi tới bóp. Lấy chiếc cổ trắng ngần của cô ta rồi nhấc lên cao. Anh Bắc Minh, em sai rồi, đừng. Giang Tiên Nhi đáng thương cầu xin. Trong lòng bàn tay Diệp Bắc Minh xuất hiện 13 cây kim vàng, trong chớp mắt đã đâm sâu vào cơ thể cô ta.
AI đau quá, đây là thứ gì? Đau quá, giết tôi đi, xin anh mau giết tôi đi, Giang Tiên Nhi điên cuồng la hét, toàn thân run rẩy kịch liệt. Cả người thoát cả thấm đẫm mồ hôi lạnh giống như vừa vớt lên từ hồ nước. Cái này, chứng kiến cảnh này, còn người Tôn Nhiễm, Chu Phù Dung, Giang Tuyên Nhi đều co rút lại. Diệp Bắc Minh không quan tâm tới ba người họ, mà tiện tay ném Giang Tiên Nhi sang một bên, nấp lâu như vậy còn chưa định đi ra sao. Ha ha ha, nhóc con, cậu quả nhiên có chút bản lĩnh đó, vậy mà có thể phát hiện ra sự tồn tại của lão phu. Một tiếng cười sảng khoái vang lên từ phía sau ba người họ. Kỳ lão cũng tới rồi. Tôn Nhiễm, Chu Phù Dung, Giang Tuyên Nhi giật mình, Giang Tiên Nhi thế nhưng không nói cho bọn họ biết. Vừa ngoảnh đầu nhìn lại, Kỳ Bách Nghiệp cùng mười mấy người đi vào, liếc nhìn Giang Tiên Nhi đang. Quẫn quại đau đớn lăn lộn trên đất mà nói, cậu làm gì với con bé thế? Lão phu, ra lệnh cho cậu lập tức thả nó ran. Diệp Bắc Minh lạnh nhạt đáp, yên tâm cô ta không chết được đâu. Bất quá, sống không bằng chết. Nhãi con, lão phu biết cậu có rất nhiều mánh khó ổ. Ánh mắt Kỳ Bách Nghiệp tối sầm lại, nhưng lão phu rất có hứng thú đối với công pháp luyện thể giả trong tay cậu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tự mình giao nộp rồi buông tha cho Giang Tiên Nhi đi. Lão phu cho phép cậu nhảy vào nước đen, không biết chừng may mắn còn thể sống sót. Bằng không, nếu để lão phu thực sự ra tay, cậu có lẽ ngay cả cơ hội toàn thây cũng không còn nữa đâu, Kỳ Bách Nghiệp đang dài dòng đe dọa. Bỗng nhiên, Kỳ lão, bắt được một người phụ nữ. Một người đàn ông trung niên của đạo tông áp giải hướng Lily bị trói như bó giò tiến vào, người phụ nữ này vậy mà chèo một chiếc thuyền được chế tạo. Từ gỗ vạn niên dương ngay phía sau thuyền của chúng ta. Đi cùng còn có một ông già, trong quá trình phản kháng thì bị đánh chết rồi. Cô Hướng. Kỳ Bách Nghiệp nhận ra Hướng Lily, cô đi theo chúng tôi làm gì? Diệp Bắc Minh, xem ra trong tay lão phu lại có nhiều thêm một quân cờ rồi. Sao cô lại tới đây? Diệp Bắc Minh nhíu mày hỏi. Khóe miệng Hướng Lily còn dính máu tươi, yếu ớt đáp, xin lỗi, tôi gây thêm rắc rối cho anh rồi. Sau đó liền đảo mắt nói, Kỳ Bách Nghiệp, ông tốt nhất vẫn nên thả tôi ra. Nếu không, nhà họ Hướng sẽ không bỏ qua cho ông đâu. Vậy sao? Kỳ Bách Nghiệp vẫn giữ nguyên vẻ mặt thờ ơ, tuy rằng nhà họ Hướng cũng có một vị đạo tổ, nhưng làm sao biết được là cô chết trong tay lão phu đây? Nhãi con, lão phu đếm tới ba, khôn hồn thì giao công pháp luyện thể giả ra đây. 3, 2, 1. Diệp Bắc Minh không hề có bất kỳ phản ứng gì. Kỳ Bách Nghiệp có chút tức giận, ném cô Hướng đây vào nước đen. Vâng. Người đàn ông trung niên đến từ đạo tông bước ra khỏi phòng. Diệp Bắc Minh tiến lên muốn đuổi theo ông ta. Nhóc con, giờ mới nóng ruột à? Kỳ Bách Nghiệp cười đùa, trực tiếp đánh về phía Diệp Bắc Minh, một chiếc dùi đen kịt cực kỳ sắc bén đâm thẳng vào trái tim Diệp Bắc Minh. Uy lực một đòn của cảnh giới đạo tổ trung kỳ không cần bàn cãi thêm. Một cảm giác khủng hoảng ập tới. Đối mặt với đạo tổ trung kỳ, Diệp Bắc Minh không rảnh để ý nhiều như vậy, kiếm Càn Khôn Chấn Ngục xuất hiện trong tay anh. Một kiếm chém ra. Đi kèm tiếng rồng gầm vang là một con huyết long lao tới. Khoảnh khắc nhìn thấy tháp Càn Khôn Chấn Ngục cùng con huyết long kia, Kỳ Bách Nghiệp sững sờ trong giây lát, không hiểu sao lại cảm thấy nguy cơ. Chưa từng có. Tình thế chiến đấu chớp mắt thay đổi nghiêng trời lệch đất, không có thời gian dư thừa cho phép ông ta cân nhắc thêm. Huyết long đã lao tới. Bị trồ. Kỳ Bách Nghiệp gầm một tiếng. Chiếc dùi đen trong tay đập thẳng vào đầu huyết long. Một luồng năng lượng bùng nổ, toàn bộ căn phòng nổ tung, Kỳ Bách Nghiệp cũng bị bắn ngược ra ngoài. Phụt! Hơn 10 người đi cùng của đạo tông cũng bị chấn động đến phun ra một ngụm máu tươi. Tôn Nhiễm, Chu Phù Dung, Giang Tuyên Nhi ba người ở gần nhất, hét thảm lên một tiếng rồi hóa thành một làn sương máu. Chỉ có Giang Tiên Nhi, thân thể tỏa ra một tầng ánh sáng quỷ dị, ngăn cản phần lớn sức mạnh kia. Kỳ Bách Nghi cũng giống vậy, lùi lại 7-8 bước. Dùi đen trong tay không ngừng run rẩy, năng lượng thật cường đại. Còn nói mình là luyện thể giả. Còn thanh kiếm trong tay cậu nữa, lão phu đều muốn có. Ông ta đuổi theo Diệp Bắc Minh ra đến khoang thuyền. Nhân lúc huyết long đang ngăn cản Kỳ Bách Nghiệp, Diệp Bắc Minh đã lao lên bong thuyền. Người đàn ông trung niên của đạo tông đi tới mép thuyền, vung tay ném Hướng Lily ra ngoài. Gương mặt xinh đẹp của Hướng Lily trở nên tái nhợt, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Một khi rơi xuống dòng nước đen này, chỉ có một đường chết. Diệp Bắc Minh lập tức dùng ảnh thuấn, tiến lên một bước,
Vào khoảnh khắc hướng Lily chuẩn bị chạm vào mặt nước đen, một vòng tay mạnh mẽ vòng qua eo cô ta, hướng Lily mở to mắt nhìn thì kinh ngạc phát hiện, anh Diệp. Growl. Một con huyết long lao ra, hung hãn đập mạnh vào mặt nước đen. Rầm rầm rầm. Sóng khí phản chấn, hai người bay lên không trung, chậm chậm đáp xuống mép thuyền. Gậu. Người đàn ông trung niên của đạo tông kinh hãi, giật mình đánh ra một chiêu hướng về phía Diệp Bắc Minh. Phụt. Kiếm càn khôn chấn ngục quét qua, người đàn ông trung niên lập tức biến thành một màn xương máu, máu tươi hội tụ trên thân kiếm. Quả nhiên là kiếm tốt, máu tươi ngưng tụ, tiếng vang không ngừng. Kỷ Bách Nghiệp lao ra khỏi cabin cũng không tức giận mà lên tiếng khen ngợi, Diệp Bắc Minh, kiếm này nhất định có kiếm linh mạnh mẽ. Diệp Bắc Minh, lão phu cho cậu một cơ hội cuối cùng, giao công pháp luyện thể và thanh kiếm này ra đây. Ị, lão phu cho cậu một cái chết tử tế. Bằng không, lão phu bắt cậu siêu hồn, bảo đảm khiến cậu sống không bằng chết. Diệp Bắc Minh không hề khách khí, cười lạnh nói, một chữ thôi, cút. Tôi thấy cậu đúng là muốn chết. Kỷ Bách Nghiệp lửa giận ngút trời, dậm chân lao về phía anh. Diệp Bắc Minh thả hướng Lily xuống, lui về khu vực an toàn. Kiếm khí quét qua, dây buộc trên cơ thể cô ta đều lứt lìa. Được. Tiểu Tháp, tự tôi đối phó với Kỷ Bách Nghiệp e rằng có chút khó khăn, mặc dù nắm chắc 7 phần có thể giết chết ông ta. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nói, nhóc con, bổn tháp có thể ra tay. Nhưng cậu phải cân nhắc một điều, chúng ta đang ở trên thuyền gỗ Vạn Niên Dương. Một khi bổn tháp ra tay, khi giết Kỷ Bách Nghiệp thì con thuyền này cũng sẽ bị phá hủy. Sắc mặt Diệp Bắc Minh tối sầm, xem ra chỉ có thể dựa vào chính mình thôi. Đồng thời cùng lúc đó, Kỷ Bách Nghiệp cũng đã ra tay, Dùi Huyền Phách, đập chết hắn cho lão phu. Rầm. Dùi Huyền Phách thế như trẻ tre, hướng thẳng về phía đầu của Diệp Bắc Minh. Kiếm càn khôn chấn ngục nháy mắt đặt trước đầu, một âm thanh lớn vang lên, khóe miệng Diệp Bắc Minh tê dại. Cả người bị rung chấn đẩy lùi về phía sau hơn 10 mét. Soạt. Còn chưa đợi anh kịp hít thở, Dùi Huyền Phách lại một lần nữa giống như sao băng lao tới. Lại tới, nỗ cho ông, sức mạnh Diệp Bắc Minh ngưng tụ, một kiếm chém ra. Khoảnh khắc hai bên chạm vào nhau, rắc rắc một tiếng, Dùi Huyền Phách vậy mà xuất hiện một vết nứt sau đó trực tiếp nổ tung. Mẹ kiếp, đây chính là đạo khí mà lão phu dùng tinh huyết vạn năm để tế ra đó, thế mà lại bị mộ thằng danh con phá hoại. Kỷ Bách Nghiệp nổi trận lôi đình, thanh kiếm này của mày đúng là thanh kiếm cực phẩm, đưa đây cho lão phu. Thần lực ngưng tụ, phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, giống như sóng thần lao nhanh tới. Diệp Bắc Minh khẽ nheo mắt, giơ tay lên dùng kiếm chém mạnh về phía trước. Phụt, Kỷ Bách Nghiệp giống như bị sét đánh trúng, phun ra một ngụm máu tươi rồi bay ra ngoài. Ông ta lập tức tỉnh táo lại từ cơn giận, mày còn nói không phải luyện thể giả, con mẹ nói. Nếu đã như vậy, lão phu sẽ dùng đến phép tắc để giết mày. Kỷ Bách Nghiệp điên cuồng ngưng tụ thần lực trong cơ thể. Chính lúc đó, gió bão gầm gừ xung quanh thuyền Vạn Niên Dương, hư không sấm sét chớp nháy ầm ầm. Một cỗ sức mạnh phép tắc được ngưng tụ, tất cả mọi thứ trên bong thuyền nổ tung biến thành bột phấn. Thuyền gỗ Vạn Niên Dương rung chuyển dữ dội, Diệp Bắc Minh cũng cảm nhận được nguy hiểm sắp tới. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nhắc nhở, nhóc con, với thực lực của cậu hiện tại, e rằng không thể đỡ được sức mạnh phép tắc của cảnh giới đạo tổ. Ông ta sẽ cần một thời gian nhất định để mở rộng lĩnh vực phép tắc, ngăn cản ông ta lại. Diệp Bắc Minh bước lên một bước, lao về phía Kỷ Bách Nghiệp. Khi chỉ còn cách ông ta khoảng 100 bước, bất kể anh sử dụng năng lực gì, đều bị gạt bỏ ra bên ngoài. Trước mặt rõ ràng là không khí, nhưng lại giống như một hàng rào thép kiên cố không thể vượt qua. Cho dù là sử dụng ảnh thuấn, cũng không được. Tiểu tạp chủng, đây là lĩnh vực phép tắc của lão phu, mày tưởng mày có thể xông vào sao? Chuẩn bị chết đi. Sắc mặt Kỷ Bách Nghiệp điên cuồng, có thể ép lão phu dùng chiêu này, mày cũng đủ tự hào rồi. Cảm thấy một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ. Ánh mắt Diệp Bắc Minh trở nên nghiêm túc, không quan tâm nữa, huyết long. Ra đây. Âm thanh vang vọng cõi đất trời. Một giây sau. Phía trên hư không của thuyền Vạn Niên Dương xuất hiện một con huyết long khổng lồ, từ trên nhìn xuống như thể là vua của thiên hạ. Đập nát nó cho tao. Kiếm càn khôn chấn ngục dùng toàn lực chém xuống. Con huyết long khổng lồ dài vạn trượng giống như sao băng lao xuống, phá vỡ mọi vật cản. Lĩnh vực phép tắc của Kỷ Bách Nghiệp bị xuyên thủng tại chỗ, huyết long hung hãn đạp mạnh vào ngực ông ta. Kỷ Bách Nghiệp hét lên thảm thiết, chỗ bị huyết long đạp vào lập tức bị đục. Thủng một lỗ.
Ông ta sợ hãi cúi đầu xuống, nhìn bộ ngực bị huyết long đâm thủng, tiểu tạp chủng. Mày dám, phụt. Hai đầu gối của ông ta mềm nhũ, quỳ xuống đất. Thân thể run rẩy dữ dội. Ông ta có nằm mơ cũng không ngờ rằng, Diệp Bắc Minh vậy mà lại có thể giết ông ta. Ha ha ha, lão phu tính sai rồi, cho dù hôm nay có chết ở đây, cũng phải kéo mày cùng xuống địa ngục. Kỷ Bách Nghiệp thật sự phát điên rồi. Chút sức mạnh cuối cùng ngưng tụ về đan điền. Một giây sau, rầm rầm rầm, tự bảo. Ánh mắt Diệp Bắc Minh co rút, đạo tổ tự bảo. Mẹ nó chứ. Anh dùng tốc độ nhanh nhất lùi về cuối bong thuyền, một tay nắm lấy hướng Lily và nhảy về chiếc thuyền nhỏ, khí tức hỗn độn tỏa ra bao trùm con thuyền. Một giây sau, con thuyền nhỏ trực tiếp bị chấn bay ra xa, hai người bị ép chặt vào nhau, không biết đã lăn lộn bao nhiêu vòng. Cuối cùng, mọi thứ trở lại yên tĩnh, khí tức hỗn độn tan đi, con thuyền nhỏ bị chấn bay hàng chục cây em. Trước mặt đều là vùng nước đen, một đám mây hình nấm cuộn trào bay lên trời, chiếu sáng cả một mảnh không gian. Kỷ Bách Nghiệp chết rồi. Đôi mắt đẹp của hướng Lily ánh lên những đám mây hình nấm đang rực. Lửa, đồng tử không ngừng co rút. Diệp Bắc Minh gật đầu, võ giả lựa chọn tự bạo, thần hồn cũng bị tiêu diệt. Hướng Lily không ngừng run rẩy, anh Diệp, anh rốt cuộc có thực lực gì? Vậy mà, ưng ực, nuốt mạnh một ngụm nước miếng, lại có thể ép cho cảnh giới đạo tổ tự bạo. Diệp Bắc Minh lắc lắc đầu, đừng suy nghĩ nữa, vẫn là nghĩ cách nên rời khỏi đây như thế nào đi. Lúc này, một chiếc thuyền gỗ vạn niên dương dài hàng nghìn mét xuất hiện cách đó dặm, trên bong thuyền có một đám nam nữ trẻ tuổi. Trên đầu họ tung bay một lá cờ cổ xưa, có người tự bảo, xem khí tức hình như là cảnh giới đạo tổ. Chuyên bong thuyền, đám thanh niên nghị luận sôi nổi, bị đám mây hình nấm thu hút. Đột nhiên, thân thể Diệp Bắc Minh run lên, nhìn chằm chằm về phía đám người, đặc biệt là hai cô gái trong nhóm, Tôn Thiến. Đông Phương Xá Nguyệt, sao bọn họ lại ở đây? Nhóc con, cậu nhìn kỹ xem, là Tôn Thiến và Đông Phương Xá Nguyệt sao? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nhắc nhở. Máu huyết trong người Diệp Bắc Minh sục sôi, phút chốc mới phản ứng lại, đây là Tâm Nhi, Nặc Nhiêu. Con gái của tôi, chúng là con gái của tôi. Anh Diệp, anh có con gái rồi à? Hướng Lily choáng váng. Diệp Bắc Minh kích động gật đầu, đúng vậy, chúng chính là con gái của tôi. Tâm Nhi, Nặc Nhi. Hướng Lily đưa mắt nhìn theo hướng ngón tay Diệp Bắc Minh chỉ, quả nhiên thấy được hai thiếu nữ đang đứng ở đầu thuyền. Hai cô gái đã bị đại bàng cánh vàng bắt đi từ trăm năm trước. Đã hơn trăm năm trôi qua, hôm nay gặp lại con gái vậy mà đã khôn lớn hết rồi. Một người nghiêng nước nghiêng thành, một người hào hoa xuất chúng. Trưởng thành thành hai người đẹp thanh lịch và lộng lẫy. Những người trẻ tuổi xung quanh đều lu mờ khi đứng cạnh hai người họ. Lúc này, mũi thuyền gỗ vạn niên dương dài hàng nghìn mét lại dứt khoát đi về hướng ngược lại so với Diệp Bắc Minh. Tâm Nhi, Nặc Nhi. Nhìn thấy hai cô con gái sắp rời đi, Diệp Bắc Minh gấp gáp hét lớn, trong giọng nói cuộn trào như biển động. Nhóm thanh niên trên bong nhìn lại, bên đó có hai người, người đàn ông đang hét cái gì vậy? Có lẽ con thuyền hư hại này có người thân của anh ta, đi thôi, không liên quan gì đến chúng ta. Một thiếu nữ lắc đầu, vừa định rời khỏi. Hai cô gái trông rất giống Tôn Thiến và Đông Phương Xá Nguyệt đột nhiên mở lời, để lại một mình anh ta ở đây sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Nhìn dáng vẻ kia của anh ta có vẻ rất thương tâm, chúng ta đưa họ đi cùng đi. Thanh niên nam nữ trên bong kinh ngạc nhìn qua. Chàng trai vừa lên tiếng kia nói, nếu hai sư muội Tử Chân, Tử Linh đã có lời vậy liền cứu bọn họ một mạng đi. Người đâu, lái thuyền qua đó. Giây tiếp theo, thuyền gỗ vạn niên dương dài hàng nghìn mét liền thay đổi phương hướng đi về phía Diệp Bắc Minh và hướng Lily. Anh Diệp, bọn họ tới rồi. Tâm Nhi, Nặc Nhi. Diệp Bắc Minh cũng hưng phấn không kém. Khi thuyền gỗ vạn niên dương đến gần, hai người liền lưu loát một bước nhảy lên bong tàu. Diệp Bắc Minh không để ý tới ánh mắt của mọi người mà kích động nhìn hai thiếu nữ, vội vàng chạy tới, Tâm Nhi, Nặc Nhi, là bố đây. Hành động này khiến các nam nữ thanh niên có mặt đều sững sờ. Họ lập tức đứng chắn trước mặt hai cô gái. Anh này xin anh hãy tự trọng. Diệp Bắc Minh cau mày, tôi đang nói chuyện với con gái của mình. Cậu kêu tôi tự trọng cái gì? Anh nói cái gì? Mọi người sửng sốt, Tử Chân và Tử Linh là con gái của anh. Mọi người đều dùng ánh mắt kỳ quái liếc hai người họ, rồi lại nhìn sang Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh gật đầu, đương nhiên rồi, tôi chính là bố ruột của chúng.
Ha 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 hai. Một chàng cười vang lên, đám thanh niên nam nữ nhao nhao nói, nhóc con, tôi nghĩ anh bị sức mạnh của vụ nổ vừa rồi dọa tới ngốc rồi phải không? Đây là sư muội Hàn Tử Chân và Hàn Tử Linh của Thần Ngự Tông chúng tôi, bọn họ từ nhỏ đã đi theo sư phụ. Đúng vậy, họ lớn lên ở Thần Ngự Tông đã hơn trăm năm nay, không thể nào là con gái của anh được. Hai, anh ta cũng là một người đáng thương, phỏng chừng hai cô con gái của anh ta cũng ở trên chiếc thuyền kia, cho nên phát điên rồi. Mọi người trong Thần Ngự Tông đều như bừng tỉnh, có vài ánh mắt đồng tình nhìn Diệp Bắc Minh, tôi không bị điên, Tâm Nhi, Nặc Nhi, các con không nhớ ra bố nữa sao? Diệp Bắc Minh lắc đầu, kích động nhìn hai người họ chăm chú, Hàn Tử Chân. Hàn Tử Linh, đây không phải là tên thật của các con, gạch nối. Các con một người tên là Diệp Tâm, một người gọi là Diệp Nặc. Là lỗi của bố, trăm năm trước sơ suất để các con bị đại bàng cánh vàng bắt cóc, các con thực sự quên bố rồi sao? Hàn Tử Chân cùng Hàn Tử Linh đều ngẩn người tại chỗ. Mắt đẹp trừng lớn, lần đầu tiên hai người nhìn thấy Diệp Bắc Minh đều có một cảm giác quen thuộc. Nhưng, kêu bọn họ tin tưởng người đàn ông trước mặt này chính là bố của mình thì bọn họ cũng không có cách nào tiếp nhận nổi. Rốt cuộc thì ký ức tuổi thơ cũng đã phai mờ từ lâu. Câm miệng. Một thanh niên lên tiếng trách mắng, che chắn cho Hàn Tử Chân cùng Hàn Tử Linh ở phía sau, nhóc con, anh đi quá xa rồi đó. Hai vị sư muội Tử Chân, Tử Linh cứu anh nhưng anh lại muốn làm bố của họ. Hai vị sư muội cứ đi trước đi, ở đây giao lại cho ta xử lý. Được. Hàn Tử Chân cùng Hàn Tử Linh nhìn Diệp Bắc Minh một cái thật sâu rồi rời đi với gương mặt đầy nghi hoặc. Diệp Bắc Minh muốn đuổi theo nhưng lại bị người thanh niên ngăn lại, nhóc con, tôi cảnh cáo anh. Chớ nhòm ngó tới sư muội của chúng tôi, họ còn thân. Thiết hơn cả chị em ruột thịt của chúng tôi nữa. Nếu anh còn dám nói bậy bạ, đừng trách Hứa đại niên tôi không khách sáo. Mặc dù là lời lẽ đe dọa, nhưng Diệp Bắc Minh không hề tức giận mà còn hỏi lại với gương mặt tươi. Cười, cậu Hứa, nghe lời này của cậu thì có vẻ như cuộc sống của họ tại Thần Ngự Tông cũng không tồi. Gạch dưới. Nói nhảm. Hứa đại niên hừ lạnh một tiếng, hai vị sư muội chính là bảo bối của Thần Ngự Tông chúng tôi. Họ. Vừa định nói tiếp thì cậu ta lại lắc đầu như nghĩ tới điều gì, thôi quên đi, có nói anh cũng không hiểu được. Tóm lại, về sau đừng xuất hiện ở trước mặt chúng tôi nữa, những lời vừa rồi tôi sẽ coi như lời anh nói nhảm vì bị dọa tới hồ đồ thôi. Con thuyền này sắp tới đảo rùa rồi, đến lúc đó các người xuống thuyền và rời đi đi. Hứa đại niên trừng mắt nhìn Diệp Bắc Minh một cái liền xoay người rời khỏi. Chỉ còn lại Diệp Bắc Minh đứng trên boong tàu, sự phấn khích trong lòng vẫn không cách nào nguôi ngoai. Nhóc con, cậu đang nghĩ gì đó? Giọng nói của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục chợt vang lên. Diệp Bắc Minh nhìn về hướng con gái mình rời đi, tảng đá lớn vẫn luôn đè. Nặng trong lòng cuối cùng cũng buông xuống. Hai đứa trẻ tựa hồ trăm năm qua sống rất tốt, hơn nữa bầu không khí của Thần Ngự Tông cũng không ti ti. Sư huynh sư tỷ của các con cũng rất tốt, ít nhất chúng sẽ không bị ức hiếp ở trong tông môn. Tôi cảm thấy rất may mắn về điều này. Không tới nhận nhau sao, Tháp Càn Khôn Trấn Ngục hỏi. Diệp Bắc Minh ngẫm nghĩ một hồi, lắc đầu, lúc bắt đầu rất kích động nhưng cân nhắc kỹ lưỡng lại thì tôi cảm thấy bây giờ vẫn chưa phải lúc. Tìm được hai vị sư tỷ rồi lại nói vậy. Hơn nữa Tôn Thiến và Đông Phương Xá Nguyệt cũng tới biển hỗn độn tìm tôi rồi. Trước khi chưa tìm được họ, cho dù nhận thân với con gái, giữ chúng bên mình cũng sẽ mang đến nguy hiểm cho chúng. Ngược lại chúng ở lại Thần Ngự Tông là lựa chọn tốt nhất. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cười, ha ha ha, nhóc con à, cậu trưởng thành rồi đó. PM nếu như là trước đây, cậu nhất định sẽ không màng tất cả mà nhận thân với chúng. Diệp Bắc Minh giật mình. Suy nghĩ hồi lâu mới phun ra một câu, có lẽ sau khi trở thành bố mẹ, cũng có nhiều điều phải cân nhắc hơn. Bước vào nơi sâu trên tàu, xác nhận hai vị sư muội không có gì bất thường xong Hứa đại niên mới quay trở lại phòng. Kích hoạt một tấm ngọc, phù văn lập lòe ánh sáng. Một lực lượng xuyên qua hư không, kết nối với một la bàn giống hệt khác tại Thần Ngự Tông. Tại khoảnh khắc hai đầu được kết nối. Giọng nói của một người phụ nữ trẻ vang lên, đại niên à. Liên lạc với sư phụ lúc này là đã tới đảo rùa rồi à? Hứa đại niên cung kính đáp, sư phụ, còn nửa ngày nữa mới tới được đảo. Rùa à? Sao ồ, nếu thế sao lại gọi cho sư phụ lúc này? Sư phụ, chuyện là như thế này. Hứa đại niên không giấu giếm điều gì và giải thích chuyện vừa xảy ra với Diệp Bắc Minh.
Người phụ nữ nghe xong thì bừng bừng lửa giận, nói bậy. Tử Chân và Tử Linh là con của một người bạn của ta đều có quen biết với bố mẹ của bọn chúng. Làm sao có thể là con của người khác được, kẻ đó nhất định là đang nói bậy. Nếu hắn còn dám nói lung tung thì trực tiếp ra tay, đừng nề hà gì cả. Vâng thưa sư phụ, Hứa Đại Niên trả lời. Giọng nói của người phụ nữ tiếp tục truyền tới, được rồi, đừng nghĩ tới đống chuyện tầm phào đó nữa. Đại hội thiên đan đảo rùa 10.000 năm một lờ mới là quan trọng nhất lúc này. Nghe đồn quy linh đan trong truyền thuyết có thể là phần thưởng cho hạng nhất của cuộc thi. Đan dược này có thể thay ra đổi thịt, vấn đề hạng nhất các con không cần lo lắng. Bảo đảm nằm trong top 5 là được cũng có thể coi là không làm mất mặt thần ngự tông rồi. Vâng thưa sư phụ, sau khi kết thúc cuộc gọi, tại nơi sâu thẳm trong thần ngự tông, một người phụ với thân hình nóng bỏng rơi vào trầm ngâm. Không lẽ, thực sự là bố của hai đứa nhỏ tìm tới rồi. Nửa ngày sau đã tới được đảo rùa. Khi thuyền gỗ vạn niên dương của thần ngự tông đến gần cảng đảo rùa, Diệp Bắc Minh bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Một lục địa đen như mực tàu đứng sừng sững trên bề mặt biển hỗn độn. Nhìn từ xa, nó giống như một huyền vũ rùa sắp cất cánh bay lên trời. Hàng trăm ngàn chiếc thuyền gỗ vạn niên dương đỗ ngay ngắn tại bến cảng. Vô số người tu võ tiến vào đảo rùa, vừa nhìn đã thấy một biển người tấp nập huyên náo. Sao lại có nhiều người như vậy? So với Tết Nguyên Đán còn náo nhiệt hơn nhiều. Hướng Ly Ly đứng hình, tôi nhớ ra rồi. Đảo rùa gần đây hình như đang tổ chức đại hội thiên đan. Đột nhiên hiểu ra. Đại hội thiên đan. Diệp Bắc Minh ngờ vực nhìn sang. Đúng vậy, đại hội thiên đan 10.000 năm tổ chức một lần, mỗi lần đều thu hút vô số thế lực lớn thuộc các thế giới ở gần biển hỗn độn tới tham gia. Hướng Ly Ly gật đầu giải thích. Toàn bộ thế giới bản nguyên của chúng ta chỉ có đạo tông mới đủ tư cách tham gia thôi. Khi anh quét mắt qua bến cảng, quả nhiên nhìn thấy ba chiếc thuyền gỗ vạn niên dương của đạo tông. Diệp Bắc Minh vuốt cằm, đại hội thiên đan này là thế nào? Hướng Ly Ly mỉm cười, người ta nói rằng đây là cuộc cạnh tranh khốc liệt về trình độ đan đạo giữa các thế giới lớn, trên thực tế cũng chỉ là vì quy linh đan trong truyền thuyết thôi. Quy linh đan. Diệp Bắc Minh nheo mắt lại. Vật này vô cùng quý giá. Nghe nói đảo rùa dưới chân chúng ta này là một huyền vũ hỗn độn sau khi chết hóa thạch thành. Tuy rằng huyền vũ đã chết, nhưng nội tạng của nó vẫn còn sống. Nó nằm ở chỗ sâu trong biển hỗn độn, ngưng tụ ra sức mạnh tinh khiết nhất của biển cả, mỗi 10.000 năm sẽ thai nghén ra một viên quy linh đan. Quy linh đan có tác dụng vô cùng thần kỳ, đặc biệt là đối với người tu võ ở cảnh giới đạo tổ trở lên. Ban đầu, tất cả các thế lực lớn đều sứt đầu mẻ trán, đấu đá để tranh giành quy linh đan, thậm chí còn có đổ máu hay diệt vong cả một gia tộc. Sau này sau khi đình chiến đã nhất trí đưa ra quyết định, mỗi khi quy linh đan được sinh ra liền tổ chức đại hội thiên đan. Ai giành được vị trí đứng đầu liền có thể nhận được viên quy linh đan này. Đương nhiên, vị trí thứ hai và thứ ba cũng có những phần thưởng giá trị khác. Nhìn xu hướng tụ họp về đảo rùa của vô số thế lực lớn e rằng viên quy linh đan này cũng không đơn giản. Lúc này, nhóm người thuộc thần ngự tông đã đi xuống khỏi bong tàu, Diệp Bắc Minh phun ra một câu, đi nhìn thử xem. Đi theo phía sau thần ngự tông, chân trước vừa bước lên đảo rùa. Lập tức bị mười mấy thanh niên không mấy thiện ý chào đón. Thần ngự tông các người còn dám tới đây à? 10 năm trước sư phụ của các ngươi so tài luyện đan tại thành Thiên Long thua bá tông chúng ta, hình như còn tức giận đến mức hộc máu phải. Không, sao hôm nay bà ta không tới? Người đàn ông có hốc mắt thâm đen, vừa nhìn liền biết ăn chơi trác táng quá độ dẫn đầu khiêu khích nói. Sắc mặt Hứa Đại Niên lạnh như băng, Triệu Trần, nếu không phải bá tông của các ngươi gian lận thì sư phụ của ta sao có thể thua cuộc được. Gian lận, ha 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 ha. Triệu Trần phá lên cười, ta thấy thần ngự tông các ngươi không phục đi, lúc ấy còn có hàng trăm triệu người tận mắt chứng kiến đó. Sao lúc đó sư phụ ta thắng thần ngự tông các ngươi lại không nói là gian lận? Hôm nay còn mặt mũi nói bá tông ta gian lận, là không dám nhận thua sao? Ha 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 hai một tràng cười giễu cợt lại vang lên. Rất nhiều người tu võ xung quanh đồn dập đưa mắt nhìn sang. Gương mặt Hứa Đại Niên tái xanh, không muốn tiếp tục dây dưa bèn gầm lên, chúng ta đi. Đợi đãi. Hai mắt Triệu Trần sáng rực, tựa hồ đột nhiên nhìn thấy gì đó thú vị mà trợn trừng mắt nhìn chòng chọc vào Hàn Tử Chân và Hàn Tử Linh, đẹp quá. Đúng là xinh đẹp quá mài. Bộ ngực này cũng quá to đi còn có bờ mông này. Chậc chậc chậc. Có phải là bóp một cái liền chảy nước hay không đây?
Hứa đại niên, trình độ luyện đan của thần ngự tông các ngươi tuy chỉ dừng ở mức rác rưởi nhưng người đẹp đúng là không thiếu mài. Ngươi, mắt đẹp của Hàn Tử Chân cùng Hàn Tử Linh tràn ngập phẫn nộ chừng nhìn Triệu Trần. Ôi chao, mới có hai câu mà đã không chịu được rồi à? Sẽ không phải còn là chim non đó chứ, Triệu Trần nở nụ cười hư hỏng, ánh mắt không ngừng quét qua đánh giá cơ thể Hàn Tử Chân và Hàn Tử Linh từ trên xuống dưới. Hai tay cũng không rảnh mà nhẹ nhàng nhào nặn trong không khí. Hai người cực kỳ bất mãn. Hứa đại niên tiến lên phía trước đem hai người che chắn kỹ càng, Triệu Trần, người đúng là thứ vô liêm sỉ. Ha ha ha, ta còn có chỗ càng không biết xấu hổ hơn cơ, không biết phía dưới của hai vị sư muội đây có mắc cỡ hay không. Triệu Trần cười dâm đãng. Ha ha ha, Triệu sư huynh đúng là. Vẫn là Triệu sư huynh biết chơi mài. Ha ha ha. Những đệ tử khác của bá tông cũng cười phụ họa theo. Sắc mặt Diệp Bắc Minh âm trầm tới cực điểm, sát ý đã đạt đỉnh. Khi anh chuẩn bị ra tay, thì đột nhiên, một người thanh niên vội vàng chạy đến bên cạnh Triệu Trần, Triệu sư huynh, một tiếng nữa sư phụ sẽ tới. Nhanh như vậy, đi, trở về. Sắc mặt Triệu Trần hơi thay đổi, nhanh chóng dẫn đám người của bá tông rời đi. Những người này thật ghê tởm, anh Diễn Ly phàn nàn. Hả, người đâu rồi, Hướng Ly? Nơi ở của bá tông nằm trong một đại sảnh sang trọng. Hai cô gái vừa rồi đúng là căng tràn sức sống. Có cơ hội ông đây nhất định phải hung hăng trà đạp một phen mới được, Triệu Trần nằm ườn trên ghế. Bành, nhìn lên trần nhà với vẻ thèm thuồng chưa đã. Đến tận bây giờ trong đầu hắn vẫn nhớ như in dáng vẻ của Hàn Tử Chân và Hàn Tử Linh. Sư huynh, sư phụ sắp tới rồi. Người có cảnh cáo huynh, dạo này chớ đụng tới phụ nữ nữa, chuyên tâm luyện đan, nếu bị sư phụ biết được. Triệu Trần không vui quắc mắt, ông đây không biết, còn cần ngươi tới nhắc nhở sao? Đệ nào dám, đệ tử bá tông vừa truyền lời kia kinh hãi cúi đầu. Đột nhiên, bên ngoài truyền tới một trận tiếng bước chân, mấy người Triệu Trần kích động đứng bật dậy, sư phụ tới rồi. Vừa muốn tiến lên nghênh đón thì bỗng nhiên khựng lại. Người tới là một thanh niên với nét mặt âm u, trên người tỏa ra sự hung ác mãnh liệt. Cảnh giới thần quân, phế vật từ đâu tới? Ngươi là, Triệu Trần còn chưa dứt câu. Bóng người kia đã lóe lên như tia chớp, chưa đến một giây Diệp Bắc Minh đã đứng trước mặt hắn ta, đôi mắt này của mày không nên nhìn lung tung. Nói đoạn hai ngón tay anh móc lại đâm thẳng vào mắt Triệu Trần một cách cực kỳ tàn nhẫn. A-H-3 Triệu Trần phát ra một tiếng hét thảm như lợn bị chọc tiết. Hai mắt lập tức bị đâm thủng nát vụn. Á, Triệu sư huynh. Những đệ tử khác của bá tông dùng mình, khiếp đảm nhìn người trước mắt, mày là ai? Lại dám đánh đệ tử của bá tông. Diệp Bắc Minh tựa như không nghe thấy mà tiếp tục, còn có cái lưỡi này của mày cũng không cần dùng đến nữa đâu. Năm ngón tay còn be bét mảnh vụn nhãn cầu trực tiếp chọc vào miệng Triệu Trần. Khóe miệng nổ tung, chuẩn xác nắm lấy lưỡi. Tiếng cơ thịt bị hung bạo kéo rách vang lên. Ô ô, Triệu Trần còn chưa chết mà thống khổ phát ra tiếng rên rỉ thảm thương. Các đệ tử khác của bá tông lúc này cũng đã bị một màn trước mắt này dọa cho chết đứng. Chỉ biết khiếp sợ trơ mắt nhìn Diệp Bắc Minh phun ra câu thứ ba, mà đôi tay này căn bản cũng không nên tồn tại nữa. Lửa, tới, một ngọn lửa bùng cháy, rơi xuống cánh tay Triệu Trần. Mùi da thịt bị nướng khét lẹt bay tới, cánh tay của Triệu Trần biến thành cho bụi tại chỗ. Mày có thể chết. Sau khi làm xong tất cả những điều này, Diệp Bắc Minh lạnh lùng thốt ra một câu phán quyết, một phát dẫm lên ngực Triệu Trần. Rồi đảo mắt khóa chặt những đệ tử khác của bá tông. Bọn mày cũng đáng chết. Tia sáng máu lóe lên, hết thảy lại trở về yên tĩnh. Một tiếng sau, một giọng nói giận dữ từ ngoài vọng tới, các ngươi đúng là càng ngày càng tệ hại. Một tiếng trước ta đã thông báo vậy mà không có một người tới tiếp đón. Một ông già vẻ mặt tức giận đi vào. Đột nhiên, mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập không khí ập tới. Không đúng. Ông lão gấp rút xông vào đại sảnh, đập vào mắt chính là cảnh tượng không khác gì địa ngục. Tất cả đệ tử của bá tông đều bị giết. Triệu Trần ngay cả thi thể hoàn chỉnh cũng không còn, hốc mắt trống rỗng, đầu lưỡi bị người ta cứng rắn xé xuống thành từng mảnh. Hai cánh tay cũng biến mất. Khoang ngực chính là bị người khác một đạp dẫm xuyên qua, phá vụn tim phổi cùng đan điền. Là kẻ nào đã giết đồ nhi của tan? Ở một bên khác, sau khi rời khỏi nơi ở của bá tông, Diệp Bắc Minh đang muốn đi tìm Hướng Ly Ly. Bỗng nhiên sau lưng vang lên một giọng nói ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Anh Diệp, sao anh lại ở đây? Diệp Bắc Minh quay đầu lại nhìn.
Sở Y Thủy đứng cách đó hơn 10 mét, vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn vui mừng nhìn anh. Cô Sở, sao cô lại ở đây? Sở Y Thủy bước nhanh tới, cười tươi như hoa, tôi đã gia nhập Luân Hồi Tông rồi, bây giờ là đệ tử của Luân Hồi Tông. Hiện tại, chuẩn bị cùng trưởng lão của Tông Môn quay về, vừa hay bị Đại hội Thiên Đan làm lõi. Cô còn tưởng rằng, sau này sẽ rất khó gặp lại Diệp Bách Minh, không ngờ nhanh như vậy đã gặp anh trên đảo rùa. Lẽ nào đây chính là duyên phận trong truyền thuyết sao? Luân Hồi Tông. Lòng Diệp Bắc Minh khẽ động. Luân Hồi Tông này có mối liên hệ đặc biệt gì với chủ Luân Hồi mà mình gặp trước đây không? Mấy sư tỷ nói anh sẽ trở thành điện chủ Luân Hồi, lại có mối liên quan như ra sao? Trong khi Diệp Bắc Minh còn đang miên man suy nghĩ về những điều này. Lục Thiêu đi tới nói, Y Thủy, cậu ta là ai vậy? Sở Y Thủy giải thích, anh ấy là Diệp Bắc Minh, là một người bạn của tôi. Này à! Lục Thiêu nửa tin nửa ngờ. Hạ Ẩn là một người giàu hoạt, đương nhiên có thể nhìn ra ánh mắt của Sở Y Thủy dành cho Diệp Bắc Minh có gì đó khác lạ. Nhưng với thân phận Sở Y Thủy, Diệp Bắc Minh trước mắt chỉ là một cảnh giới thần quân nho nhỏ, hai người căn bản không phải người cùng một thế giới. Được rồi, bảo lão đang đợi chúng ta kìa, nên quay về thôi. Lục Thiêu trực tiếp phớt lờ Diệp Bắc Minh, ánh mắt đưa tình nhìn về phía Sở Y Thủy. Anh Diệp, chúng tôi đi trước. Sở Y Thủy có chút quyến luyến không muốn rời đi. Diệp Bắc Minh cười, được, có điều tôi vẫn muốn cảm ơn tinh huyết của cô Sở, sau này nếu có việc gì cần, cứ tìm tôi bất cứ lúc nào. Cái gì? Thân thể Lục Thiêu run lên. Thằng nhóc này có được tinh huyết của Sở Y Thủy, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Một ngọn lửa ghen tuông bùng lên trong lòng Lục Thiêu, hắn ta đương nhiên biết, tinh huyết của phụ nữ có ý nghĩa như thế nào. Đó là vật định tình, là biểu hiện của tình yêu. Nhóc con, cậu và cô ta, lời hỏi tội của Lục Thiêu còn chưa nói xong, ba. Anh Diệp, một giọng nói kinh ngạc xen lẫn bất ngờ từ phía sau truyền tới, sau đó là bóng người lao qua. Diệp Bắc Minh vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì một cơ thể yêu kiều thơm ngát đã nhào vào lòng anh. Đôi cánh tay như ngó sen vòng qua cổ anh, đôi chân dài không khách khí quấn quanh eo anh như thể xung quanh không có người nào vậy. Vật mềm mại nào đó dính chặt vào ngực anh. Hu hu hu, cuối cùng cũng gặp được anh rồi, hu hu hu, còn tưởng rằng em sẽ không bao giờ nhìn thấy anh nữa, 100 năm rồi. Sao bây giờ anh mới tới? Đồ đáng ghét, cô gái cắn mạnh vào vai Diệp Bắc Minh, Sở Y Thủy ngây ra, là cô ta. Nhìn thấy vẻ thất vọng trong ánh mắt Sở Y Thủy, Lục Thiêu thiếu chút nữa cười thành tiếng, em quen cô ta à? Hình như cô ta tên là Nghê Hoàng, ngày xưa có ở cùng với anh Diệp, sau đó lại biến mất một thời gian. Sở Y Thủy gật đầu. Lục Thiêu có chút buồn bực, bên cạnh tên nhóc này sao lại toàn người đẹp nhỉ? Nghê Hoàng có thân hình nóng bỏng, làn da trắng nõn nà. Đôi chân dài có thể dùng kẹp chết người. Nhưng dù có đẹp đến đâu, đương nhiên cũng không thể so sánh với Sở Y Thủy có thể hỗn độn được. Sự nhiệt tình của Nghê Hoàng làm Diệp Bắc Minh có chút ngại ngùng, cô Nghê, đang là trên đường phố đấy. Không, Nghê Hoàng vẫn ôm chặt lấy Diệp Bắc Minh, vùi đầu vào trong ngực hắn. Anh có biết em đã trải qua 100 năm này như thế nào không? Anh Diệp, em nhớ. Anh, nhớ anh nhiều lắm. Kể từ khi đi theo sư phụ, em ngày nào cũng nhớ đến anh, muốn được gặp. Mặt NHTL. Đáng tiếc, em luôn không có cơ hội quay về. Anh Diệp, em không muốn rời xa anh nữa đâu. Một lời tỏ tình trần trụi. Ha ha, thằng nhóc này tán gái có bài bản đấy, Y Thủy em tốt nhất nhìn rõ cậu ta đi. Lục Thiêu cười đều nói. Sở Y Thủy nghiến răng, cắn đôi môi đỏ mọng, không cần anh phải nhắc nhở. Quay người rời đi không một lời chào. Là cậu ta, khó trách Hoàng Nhí vội vã như vậy. Lại có một lão giả khác từ xa đi tới, cùng theo đó là một thiếu nữ duyên dáng. Đó chính là Thiên Cơ lão nhân và Lục Linh Nhi, ánh mắt hai người đều có chút quỷ dị. Đôi mắt đẹp của Lục Linh Nhi càng là ba phần ngạc nhiên ba phần thất vọng. Sư phụ rõ ràng đã tiên đoán. Anh ta sẽ là chồng tương lai của mình mà. Hoàng Nhi. Thiên Cơ lão nhân lên tiếng. Nghê Hoàng vội vã buông Diệp Bắc Minh ra, sư phụ. Thiên Cơ lão nhân gật gầu, Lục Linh Nhi có chút oán trách, anh Diệp, đã lâu không gặp. Lâu rồi không gặp. Diệp Bắc Minh cười nói, đây chính là sư phụ của cô đúng không? Trước đây hình như có gặp mặt ở cuộc chiến thiên giai, còn chưa có dịp làm quen. Thiên Cơ lão nhân mỉm cười nói, ha ha ha. Cậu Diệp có trí nhớ thật tốt. Lão Phu Thiên Cơ lão nhân,
cậu Diệp đến đảo rùa là muốn tham gia đại hội thiên đan sao? Diệp Bắc Minh lắc đầu, tôi đến tìm người. Tìm người? Thiên Cơ lão nhân có chút nghi hoặc. Trong lòng Diệp Bắc Minh khế động, lập tức lấy ra bức họa của Thất Sư Tỷ và Lục Sư Tỷ ra, Thiên Cơ tiền bối, cô Lục, Hoàng Nhi, các người có từng nhìn thấy hai người trong bức họa này không? Đây là... Ba người nhìn nhau rồi cùng lắc đầu. Diệp Bắc Minh có chút thất vọng, lại lấy ra một bức hình khác, chính là bà lão. Đã đưa hai vị sư tỷ của mình đi. Lục Linh Nhi và Nghê Hoàng lắc đầu, chỉ có đôi mắt của Thiên Cơ lão nhân khẽ run rẩy. Cậu, lấy đâu ra bức chân dung này vậy? Diệp Bắc Minh nghiêm nghị nhìn Thiên Cơ lão nhân, Thiên Cơ tiền bối, ông từng gặp qua người này ư? Ừm. Thiên Cơ lão nhân cũng ngưng trọng gật đầu, nhìn chăm chăm vào Diệp Bắc Minh. Cậu Diệp, cậu nói cho tôi biết trước, cậu gặp người này ở đâu? Nếu không, lão phu không thể trả lời cậu được. Diệp Bắc Minh cau mày, Thiên Cơ tiền bối, lẽ nào thân phận của người trong tranh này rất đáng sợ, đến ông cũng không dám đắc tội bà ta. Nhưng Thiên Cơ lão nhân lại lắc, đã gặp người này ở đâu đi? Cậu Diệp, cậu vẫn là nói cho biết cậu. Diệp Bắc Minh không muốn lãng phí thời gian nữa, anh trực tiếp nói ra việc mình siêu hồn tô cuồng, mới biết được tất cả. Thiên Cơ lão nhân nghe xong, mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu Diệp, cậu nghe tôi khuyên một câu, đừng đi tìm hai người sư tỷ của cậu. Nữa, cho dù có tìm thấy, thì bà già này có lẽ là một sự tồn tại cao nhất của Luân Hồi Tông, cậu có thể làm gì được chứ? Lại là Luân Hồi Tông, sắc mặt Diệp Bắc Minh dao động. Thiên Cơ lão nhân lại nói, cậu Diệp, người bị vị tiền bối đó đưa đi có lẽ sẽ không gặp phải nguy hiểm gì đâu. Có điều, theo như cậu miêu tả, vị tiền bối kia tự mình lộ diện đưa họ đi, chứng tỏ bà ta rất coi trọng hai vị sư tỷ của cậu. Nói không chừng đã thu làm đồ đệ rồi, cậu muốn đưa người ra khỏi Luân Hồi Tông, gần như là không thể. Diệp Bắc Minh không nói gì nữa. Bất kể có khả năng hay không, sớm muộn gì anh cũng phải đến Luân Hồi Tông một chuyến. Nếu như hai vị sư tỷ nguyện ý ở lại Luân Hồi Tông, anh cũng không còn gì để nói. Nếu như không nguyện ý, ai cũng không thể ngăn cản anh đưa người đi được. Nhóc con, Hướng Lily bên kia đang gặp phải rắc rối. Giọng nói của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục đột nhiên vâng lên. Cái gì, cô ấy đang ở đâu? Cách cậu khoảng hai con phố. Diệp Bắc Minh hóa thành một tàn ảnh, nhanh chóng lao về phía Hướng Lily. Khi anh đến nơi, phát hiện toàn bộ con đường đã bị lấp kín chật như nêm cối, một người phụ nữ trung niên đang kéo lấy cổ tay của Hướng Lily. Cô làm hỏng đan dược của chúng tôi, muốn đi à, không đơn giản vậy đâu. Bây giờ tôi cho cô hai sự lựa chọn, một là ở lại đây làm con dâu tôi. Hai là, bồi thường cho chúng tôi 10 vạn viên đá tinh thần, sau đó chặt cánh tay này của cô xuống. Trước quầy hàng bị lật đang đứng một cặp nam nữ trung niên. Đủ các loại đan dược nãm rải rác trên mặt đất. Ngoài ra còn có một tên thanh niên tầm 20 tuổi với khóe miệng đang chảy đầy nước miếng. Đôi mắt hắn ta phát ra ánh sáng sắc lạnh như loài sói nhìn chòng chọc Hướng Lily kêu lên. Vợ ơi, mẹ, con muốn có vợ. Người phụ nữ trung niên cười trìu mến, con trai con yên tâm, cô ta sẽ lập tức trở thành vợ của con. Được rồi, động phòng đi, tối nay liền động phòng. Tên thanh niên vừa chảy nước dãi vừa vỗ tay hoan hô. Cô đã suy nghĩ xong chưa? Muốn bồi thường 10 tỷ viên đá tinh thần cộng thêm một cánh tay. Người phụ nữ trung niên đổi giọng, hay là trực tiếp làm vợ của con trai tôi? Cô gái à, tuy con trai tôi có chút ngốc nghếch, nhưng về mặt đó tuyệt đối không có vấn đề gì. Bà buông ra. Hướng Lily gấp như kiến trên chảo lửa. Cô xô đổ quầy hàng của tôi khiến toàn bộ số đan dược trị giá 10 tỷ viên đá tinh thần bên trên đều hỏng rồi. Giờ cô muốn đi liền đi sao? Vừa nói năm ngón tay của người phụ nữ trung niên càng dùng thêm lực. Hướng Lily đau đớn gần như khóc lên. Tôi không va vào quầy hàng của bà, tôi chỉ là đi ngang qua mà thôi. Hơn nữa cách gian hàng của bà ít nhất 5-6 mét. Rõ ràng là tự bà lật gian hàng. Xung quanh lập tức có tiếng xì xào. Ánh mắt của người phụ nữ trung niên trở nên u ám, cho nên, cô đang nghi ngờ tôi vu khống cho cô à? Người đàn ông trung niên phía sau tỏ ra thiếu kiên nhẫn, nói nhiều lời vô nghĩa với cô ta như vậy làm gì? Trực tiếp dẫn đi đi, để con trai còn động phòng. Cũng đúng, người đàn bà điên dùng đầu ngón tay ấn mạnh xuống vai Hướng Lily. Một nguồn sức mạnh liền theo đó tràn vào cơ thể khiến cô ta không thể động đậy. Chỉ có thể để mặc cho bà ta lôi kéo rời đi. Cô gái này thảm rồi, vậy mà bị cặp đôi điên khùng đó nhìn chúng.
nghe nói con trai của bọn họ ăn phải đan dược do chính họ luyện chế ra nên từ đó trở nên ngu ngốc, bây giờ đang tìm kiếm các cô gái trên khắp thế giới. Để sinh cháu cho họ đó. Trước đây họ cũng từng cướp mấy thiếu nữ, dường như đều bị tên ngốc này tra tấn đến chết rồi. Hai, người qua đường xung quanh bàn tán sôi nổi. Hướng Lily cuống tới mức gần như bật khóc, nước mắt rưng rưng, không ngừng nhìn hướng người qua đường xung quanh để cầu cứu. Nhưng một câu cũng không thốt ra nổi. Ngay khi cô ta sắp bị bắt đi, một bóng người cấp tốc xuyên qua đám đông lao vút tới, không nói hai lời liền tấn công người đàn bà điên. Muốn chết. Người đàn bà điên là cảnh giới đạo quân trung kỳ, ngoại trừ thông thạo. Luyện đan thì võ đạo cũng không hề yếu kém. Bà ta không chút do dự vỗ ra một chưởng, lại giống như đánh vào một hòn đá, răng rắc, một tiếng giòn tan. A! À, người đàn bà điên đau đớn hét lên, cánh tay tóm lấy hướng Lily đã be bét máu. Chồng à, người phụ nữ của ông bị người khác ức hiếp ông còn đứng đó nhìn được à? Xúc sinh từ đâu tới dám phá hỏng chuyện tốt của ông đây? Người đàn ông điên loạn gầm lên một tiếng, trong tay liền xuất hiện một thanh đao lớn cực kỳ khoa trương chém về phía người ra tay. Diệp Bắc Minh một phát ôm lấy hướng Lily tránh thoát khỏi đòn này, ngón tay nhẹ nhàng đặt xuống vị trí bụng dưới của cô ta. Một luồng tinh khí lập tức tràn tới. Hướng Lily thành công lấy lại tự do, cơ thể mảnh khảnh không kìm được run rẩy vì sợ hãi, gắt gao ôm chặt lấy cánh tay của Diệp Bắc Minh mà nghẹn ngào. Hu hu hu, anh Diệp, cảm ơn anh. Nếu Diệp Bách Minh không kịp thời xuất hiện, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Yên tâm, có tôi ở đây, không sao đâu. Diệp Bắc Minh an ủi cô ta. Ánh mắt anh cũng tối sầm lại nhìn sang đôi vợ chồng điên kia, đống đan dược rác rưởi này cũng đáng giá 10 tỷ viên đá tinh thần. Tôi thấy mạng của một nhà ba người các người cũng không đáng giá nhiều đá tinh thần như vậy. Xúc sinh, muốn chết. Người đàn ông thật sự tức giận, đao to trong tay vung ra giống như một con thú hoang bổ về phía Bắc Minh. Diệp Bắc Minh bảo vệ hướng Lily ở phía sau, sải bước lao tới, lanh lẹ né thoát khỏi đòn tấn công của đối phương, đồng thời năm ngón tay cũng nằm lấy sống đao. Bùm! Đập mạnh vào ngực của người đàn ông điên khiến ông ta phun ra một ngụm máu ngay tại chỗ, cả người cũng bắn ngược ra ngoài. Bà điên, còn không mau giúp đỡ! Ông điên gào lên một tiếng. Đến đây, bà điên cũng lấy ra một cây kéo khổng lồ muốn cắt đứt đầu Diệp Bắc Minh. Thay vì tránh né, hai tay Diệp Bắc Minh lại tóm lấy hai bên chiếc kéo rồi dùng lực. Rắc, chiếc kéo gãy làm đôi. Mày! Bà điên giật mình biến sắc, cây kéo này thế nhưng là một món vũ khí thông linh, lại cứ như vậy bị thằng nhãi này tay không bẻ gãy rồi. Diệp Bắc Minh không định buông tha cho bà ta mà ném ra hai nửa cây kéo. Ngay tại chỗ đâm xuyên lồng ngực của bà ta, khiến bà ta phải phát ra một tiếng thét chói tai. Bà điên! Ông điên như nổi điên lao tới. Thanh đao khổng lồ chém loạn về phía Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh trực tiếp tung ra một quyền, một con huyết long liền chìm vào trong vòng ngực của ông điên. Nổ ầm ầm. Ông điên kêu thảm bay ra ngoài, lồng ngực ông ta xuất hiện một cái lỗ khủng bố, máu tươi cũng theo đó không ngừng tuôn ra. Bố, mẹ, tao liều với mày. Tên thanh niên chảy rãi giống như một con thú hoang bổ nhào tới, trong mắt gã tràn ngập hận thù cùng khát máu. Diệp Bắc Minh thẳng thừng dùng một lòng bàn tay đè nát hắn, khiến hắn lập tức hóa thành một làn sương mù máu. Con trai! Bà điên ông điên đau xé ruột gan chu lên, xúc sinh, mày dám giết con trai chúng tao. Đây là đứa con trai duy nhất của chúng tao đó. Ai nực cười. Vẻ mặt Diệp Bắc Minh vẫn giữ nguyên nét thờ ơ, tôi không chỉ muốn giết con trai bà mà còn giết cả bà với chồng bà đó. Nói đoạn anh tiến lên một bước, chuẩn bị chém giết hai người họ. Chàng trai, cậu đã giết con trai họ rồi còn muốn giết hai người họ có phải có phần hơi quá đáng rồi không? Một âm thanh vang dội truyền tới, bóng người trong nháy mắt lóe lên, đã chặn trước người đôi vợ chồng kia. Cổ lão, cứu mạng! Đôi vợ chồng điên hiển nhiên quen biết với ông lão đột nhiên xuất hiện này. Yên tâm, lão phu sẽ tìm lại công lý cho các người. Diệp Bắc Minh lạnh lùng hỏi, ông lại là kẻ nào? Ông lão giống như bị chọc cười, chàng trai! Ở đảo rùa này vậy mà không biết tới lão phu là ai sao? Lão phu là một trong 10 người bảo vệ đảo rùa, cổ nhất Hàn. Cậu đến từ gia tộc hay giáo phái nào? Kêu bề trên của cậu ra đây nói chuyện. Người bảo vệ cái rầm gì? Mạng chó của hai người này tôi lấy chắc rồi. Ánh mắt anh sắc lẹm. Những người tu võ xung quanh nghe được câu này đều ngơ ngác. Nhóc con này là ai vậy? Vậy mà dám nói chuyện với người bảo vệ đảo rùa như vậy? Là bị điên rồi sao?
Nhóc con, cậu nghiêm túc đấy à? Nói lại lần nữa tôi nghe xem. Sắc mặt Cổ Nhất Hàn đã khó coi đến cực điểm. Diệp Bắc Minh lười phải nói nhảm với ông ta, chẳng nói chẳng rằng liền muốn ra tay. Muốn chết, Cổ Nhất Hàn quát, vừa định ra tay ngăn cản. Thì Diệp Bắc Minh đã vận dụng ảnh thuấn, trong nháy mắt đã xuất hiện ngay phía sau ông ta. Bùm, bùm, hai âm thanh bị bóp nghẹt. Trên mỗi chiếc đầu đã nổ tung nát bấy của đôi vợ chồng điên kia là một chiếc giày hồi lực. Óc người vương vãi khắp nơi. Cậu, Cố Nhất Hàn ngoảnh đầu nhìn lại vừa hay chứng kiến một màn này, trong lòng tức giận đến run rẩy, được lắm. Được lắm, trước mặt người bảo vệ đảo rùa lại ngay trên đường phố. Câu này vẫn chưa nói xong. Diệp Bắc Minh đã thô lỗ ngắt lời, một người bảo vệ phế vật như ông thì có thể bảo vệ được cái gì? Bảo vệ thứ rác rưởi này cũng quên đi, vừa rồi khi họ cướp. Người ngay trên đường cái tại sao ông không xuất hiện? Bây giờ mới chạy ra giả vờ trước mặt tôi. Thứ khốn kiếp. Còn dám nói nhảm thêm một câu, cả ông tôi cũng giết. Lời này của Diệp Bắc Minh vừa vang lên. Toàn trường như chết lặng. Mọi người đều kinh hãi nhìn anh, chỉ là người ngoài cuộc mà cũng bị câu nói này dọa cho vỡ mật. Dám nói chuyện với người bảo vệ đảo rùa như vậy, chắc chắn là một kẻ điên. Khi Thiên Cơ lão nhân, Lục Linh Nhi cùng Nghê Hoàng đuổi tới vừa vặn nhìn thấy một màn này, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Hướng Ly Ly sớm đã nước mắt đầy mặt, anh Diệp vậy mà vì tôi đắc tội với người bảo vệ của đảo rùa, tôi. Tôi rất vui. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cũng sững người, nhóc con, cậu sao thế? Cho dù là vì con nhóc Hướng Ly Ly này, có phải là giận quá mất khôn rồi không? Diệp Bắc Minh hai mắt đỏ ngầu, bất luận ở nơi nào thì bắt cóc phụ nữ cũng đều đáng chết. Ông có biết kết cục thê lương nào đang đợi chờ họ sau khi bị bắt đi hay không? Mẹ nó, loại người này chính là thứ khốn nạn, đáng chết, ai bảo vệ những kẻ như vậy cũng đều đáng chết theo. Đều là thứ khốn nạn. Diệp Bắc Minh tôi gặp được kẻ nào liền giết kẻ đó. Không tiếc bất cứ giá nào, không cần thương lượng. Diệp Bắc Minh trả lời, Tháp Càn Khôn Chấn Ngục có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của anh, cũng không nhiều lời thêm nữa, được, tôi sẽ đồng hành cùng cậu. Tôi đã kiểm tra qua. Hòn đảo này rồi, cũng không có sự tồn tại nào có thể uy hiếp đến tôi được. Nếu cậu thấy không vui, tôi sẽ thẳng tay hủy diệt toàn bộ đảo rùa này là được. Ha ha, loại chuyện phá hủy thế giới cũng không phải tôi chưa từng làm quát. Diệp Bắc Minh giật mình, ông thực sự từng làm qua rồi à? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cười đầy thâm ý, không thì cậu đoán thử xem tại sao tôi lại gọi là Càn Khôn Chấn Ngục. Chấn áp loại ngục nào? Được, được, được lắm. Cổ Nhất Hàn liên tục nói ra cùng một chữ được lắm, có thể tưởng tượng ông ta phân nộ đến mức nào, đảo rùa có pháp luật của riêng mình, những kẻ to gan dám coi thường quy định. Người bảo vệ đảo có quyền sanh sát. Lão Phu hôm nay thật sự muốn nhìn xem, cậu làm thế nào để giết tôi. Áp lực bùng nổ ngập trời. Vào khoảnh khắc đó, hư không phía sau Cổ Nhất Hàn như bị bóp méo. Võ giả xung quanh kinh hãi, không ngừng lùi về phía sau. Ngay khi Cổ Nhất Hàn chuẩn bị ra tay, đảo rùa đột nhiên rung chuyển dữ dội, giống như một trận động đất vậy. Rầm. Một tiếng gầm đỉnh tai nhức óc vang lên trừ trung tâm của đảo rùa, làm rung chuyển cả trời đất. Có chuyện gì vậy? Đã xảy ra biến cố gì à? Đám người kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn về phía sâu của đảo rùa. Cùng lúc đó, một âm thanh dồn dập truyền khắp đảo rùa, người bảo vệ nhanh chóng đến Đài Huyền Quy. Đài Huyền Quy xảy ra chuyện gì à? Sắc mặt Cổ Nhất Hàn đại nhanh chóng liếc nhìn Diệp Bắc Minh, nhóc. Con, coi như cậu may mắn. Đợi lão phu giải quyết xong chuyện ở Đài Huyền Quy, đó chính là ngày chết của cậu. Soạt, nói xong ông ta lao về phía hư không. Hình như Đài Huyền Quy có chuyện gì đó, động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ Quy Linh Đan xuất thế rồi sao? Quy Linh Đan, đi thôi. Võ giả có mặt tại hiện trường hưng phấn đến kịch độ, nhao nhao lao nhanh về phía Đài Huyền Quy. Trên mặt Thiên Cơ lão nhân hiện lên một tia quỷ dị, không phải ngày diễn ra đại hội thiên đan mà Quy Linh Đan lại xuất thế ư. Lễ nào có cơ duyên lớn xuất hiện, hai đồ đệ, đi nhanh theo ta. Thiên Cơ lão nhân nắm lấy cổ tay của Nghê Hoàng và Lục Linh Nhi, cũng lao nhanh về phía Đài Huyền Quy. Nhìn thấy võ giả xung quanh mình đều vội vã đi về Đài Huyền Quy, Diệp Bắc Minh cũng không lo lắng. Anh đến bên cạnh Hướng Ly Ly, cô Hướng, cô không sao chứ? Tôi không sao. Anh Diệp, bọn họ đều đi Đài Huyền Quy rồi, hình như Quy Linh Đan gì đó xuất thế, chúng ta có phải cũng nên đi xem không? Hướng Ly Ly vô ý thay đổi xưng hô.
Trước đây gọi anh là cậu Diệp, giờ chuyển thành anh. Từ khi Diệp Bắc Minh ra tay cứu cô ta, quan hệ của hai người cũng thân thiết hơn mấy phần. Nếu như người đầu tiên tới Đài Huyền Quy có thể lấy được Quy Linh Đan, vậy thì sẽ không có chuyện ngàn vạn võ giả ngày đêm canh giữ ở đó nữa rồi. Diệp Bắc Minh lắc đầu, chúng ta không vội, qua đó xem trước rồi tính. Hai người lúc này mới đi về hướng Đài Huyền Quy, quảng trường rộng lớn lúc này sớm đã đông nghìn nghịt người. Cổ Nhất Hàn và đám người bảo vệ đảo rùa khác đứng trên hư không, vây quanh một tượng điêu khắc linh quy màu đen dài hàng trăm mét. Dáng dấp và hình thái của nó giống hệt như đảo rùa. Lúc này, tượng linh quy kia đột nhiên vang lên tiếng gầm lớn. Giống như có thể sống lại bất cứ lúc nào. Dưới hàng vạn con mắt theo dõi của đám võ giả, tượng linh quy vậy mà mở miệng, nhả ra một viên đan dược màu đỏ. Vào giây phút viên đan dược này xuất hiện, cả quảng trường bùng phát một sức mạnh cuồn cuộn mênh mông. Quy Linh Đan, đôi mắt mọi người co rút, nhìn chằm chằm vào viên đan dược màu đỏ kia. Đan dược này một vạn năm mới xuất hiện một viên, có thể cảnh giới đạo tổ đạt đến trình độ cao hơn, quá chân quý rồi. Nếu không phải có 10 người bảo vệ đảo rùa ở đó, e rằng bọn họ đã trực tiếp ra tay rồi. Soạt, Quy Linh Đan đột nhiên run lên, vậy mà giống như sao băng lao ra khỏi vòng vây của đám người bảo vệ đảo, bay ra khỏi đảo rùa. Quy Linh Đan, là của ta. Một lão giả cảnh giới đạo tổ chu kỳ hưng phấn với cực độ, bước tới chắn trước mặt Quy Linh Đan, đưa tay lên định nắm lấy. Ông ta dường như đã quên mất, đây là một quảng trường với sức chứa lên đến hàng ngàn vạn võ giả. Một đạo đao khí thô bạo chém tới, lão giả cảnh giới đạo tổ chu kỳ kia kêu thảm lên một tiếng, cánh tay đang chuẩn bị nắm lấy Quy Linh Đan bị chặt đứt tại chỗ. Ha ha ha, Quy Linh Đan thuộc về ta rồi. Người đàn ông vừa ra tay có cảnh giới đạo tổ trung kỳ cười lớn. Vào giây phút hắn ta sắp có được Quy Linh Đan. Những đạo tổ các cũng như bừng tỉnh, hơn trăm người đồng thời lao về phía Quy Linh Đan. Dừng tay, tất cả dừng tay. Quy Linh Đan là đồ vật của đảo rùa, lại dám có người dám cướp đoạt. Muốn chết gà. 10 người bảo vệ đảo rùa giận dữ hét lên. Căn bản không có ai nghe cả. Chỉ cần đoạt được Quy Linh Đan, sau đó ẩn nấp ở một nơi, dùng đan dược này để đột phá. Một khi đột phá cảnh giới đạo tổ, sao còn phải sợ người bảo vệ đảo rùa nữa? Trong nháy mắt, toàn bộ quảng trường đảo rùa hỗn loạn thành một nồi cháo. Đủ loại khí tức đáng sợ ập tới, hàng trăm võ giả cảnh giới đạo tổ thi nhau ra tay cướp, võ giả bình thường bị uy áp của cuộc chiến ảnh hưởng, thân thể nổ tung tại chỗ. Anh Diệp, Hướng Ly Ly căn bản không chịu được loại khí tức này, bị dọa đến mặt mày. Tái mét, Diệp Bắc Minh bảo vệ cô ấy sau lưng mình. Đồng thời, anh nhìn về hướng thần ngự tông bên kia, thấy hai người của tông môn đó đang dần rút về phía rìa bên của quảng trường, thấy hai con gái của mình an toàn, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, tượng linh quy bằng đá lại khẽ mở miệng lần nữa. Nhả ra một viên quy linh đan thứ hai. Vẫn còn một viên quy linh đan nữa. Quy linh đan mỗi vạn năm chỉ ra đời một viên đan được, sao lại có viên thứ hai chứ? Tất cả mọi người đều ngây ra, không thể tin được mà quay đầu. Sau vài hơi thở, viên quy linh đan giống như có sức sống, đan lực vậy mà hóa thành huyền vũ lao về phía bên ngoài đảo rùa. Ngăn nó lại. Một lượng lớn võ giả bay lên hư không, lao về phía viên đan dược thứ hai. Đồng thời lúc đó, tượng đá linh quy lại nhả ra viên quy linh đan thứ ba. Tiếp sau đó, viên thứ tư, viên thứ năm, viên thứ tám, thứ chín, thứ mười, tổng cộng 10 viên quy linh đan bay về 4 phương 8 hướng. Chuyện gì vậy? Toàn bộ quảng trường sôi sục, đôi mắt của tất cả mọi người ở quảng trường đỏ như máu. Người của các tông môn lớn, thật sự chết lặng. 10 viên quy linh đan. Đây thế nhưng là 10 viên quy linh đan đấy. Vừa hay, trong đó có một viên quy linh đan bay về phía Diệp Bắc Minh. Nháy mắt chỉ còn cách anh chưa đến 10 mét. Giơ tay lên là có thể lấy được. Nhóc con, cút ngay. Một tiếng hét giận dữ vang lên. Lục Thiêu lúc ban đầu vẫn rất bình tĩnh, cho dù có xuất hiện 2-3 viên quy linh đan, chỉ cần có người bảo vệ đảo rùa ở đây. Những người này dù có cướp đến đầu rơi máu chảy, cuối cùng quy linh đan cũng sẽ bị những người bảo vệ đảo rùa này lấy mất. Hiện tại, 10 viên quy linh đan đồng thời xuất hiện, hắn ta nào có thể bình tĩnh được nữa. Đặc biệt là khi nhìn thấy một viên quy linh đan bay về phía Diệp Bắc Minh. Dựa vào cái gì chứ? Hắn ta không do dự mà trực tiếp ra tay. Bước lên trước một bước, chắn trước mặt Diệp Bắc Minh, lạnh lùng phun ra một câu, C. Một chữ cút còn chưa nói được một nửa,
Rầm. Diệp Bắc Minh giơ tay đánh ra một quyền, Lục Thiêu giống như bị sao băng đánh trúng, bay ngược ra phía sau. Hắn ta phun ra hơn chục ngụm máu tươi trong không trung, nhếch nhác ngã xuống đất. Tục Thiêu, sắc mặt Bảo Kiếm Phong biến sắc. Diệp Bắc Minh đưa tay ra, Quy Linh Đan rơi xuống lòng bàn tay anh, một cỗ hỏa lực nóng bỏng ập tới. Nhóc con, giao Quy Linh Đan ra đây. Đây không phải là vật mà cảnh giới thần quân như cậu có thể có được. Vài lão giả cảnh giới đạo tổ chu kỳ sắc mặt âm trầm, cực kỳ lạnh lùng đi tới. Diệp Bắc Minh cũng lười phải nói nhảm, kiếm ký nháy mắt biến mất. Rào. Một đạo kiếm mang theo tiếng long ngâm vang lên. Vài lão giả cảnh giới đạo tổ vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, đầu người đã rơi xuống đất. Cái này, Bảo Kiếm Phong sợ hãi. Mày! Lục Thiêu nằm trên mặt đất, cũng sợ hãi hét lên. Sở Y Thủy ngây ra tại chỗ, anh Diệp từ khi nào có thể tùy ý giết chết cảnh giới đạo tổ vậy? Những võ giả cảnh giới đạo tổ cũng chú ý tới Diệp Bắc Minh, cho dù anh vừa mới giết chết mấy đạo tổ chu kỳ, nhưng họ vẫn không thể dập tắt ngọn lửa hừng hực với Quy Linh Đan. 7-8 cảnh giới đạo tổ trung kỳ từ xa bay tới, dừng lại cách 100 mét. Bọn họ nháy mắt với nhau, vừa mới định ra tay. Toàn bộ dừng tay. Một giọng nói chấn động vang lên. Tất cả mọi người ngạc nhiên quay đầu lại, không thể tin được nhìn về tượng đá linh quy phía trung tâm của đảo rùa, là tôi nghe nhầm rồi sao? Tượng đá linh quy vừa mới nói chuyện sao? 10 người bảo vệ đảo rùa choáng váng, đồng loạt ngừng lại. Một bước quay về xung quanh tượng đá linh quy. Quỳ một gối xuống đất. Tham kiến linh quy thiên tôn. Đại nhân, người, tỉnh rồi. Lời này vừa vang lên, toàn trường chấn động. Mọi người trợn trừng mắt, không thể tin được nhìn chằm chằm vào bức tượng linh quy, những người bảo vệ đảo rùa là ý gì? Cái gì gọi là linh quy thiên tôn thức tỉnh? Không lẽ, tác phẩm điêu khắc này là hình dạng thực sự của linh quy thiên tôn? Không đời nào. Đôi mắt của mọi người kịch liệt co rút. Giây tiếp theo, khóe miệng của bức tượng linh quy cử động, Quy Linh Đan nuôi dưỡng linh hồn, người lấy được là do tạo hóa của anh ta, không thể rút lại, cũng không thể cướp đoạt uy hiếp. Nếu không những người bảo vệ đảo rùa sẽ nổi dậy và giết chết anh. 10 người hộ pháp của đảo rùa sửng sốt, mặc dù không cam lòng nhưng vẫn cung kính đáp, vâng. Hiện trường trong chớp mắt lại sôi sục, tất cả đều nhìn chăm chăm người giành được 10 viên Quy Linh Đan. 3 đạo tổ trung kỳ, 4 đạo tổ hậu kỳ, 2 đạo tổ đỉnh phong. Chỉ có Diệp Bắc Minh mới đột phá tới cảnh giới thần quân còn con. Anh ta vậy mà cũng giành được Quy Linh Đan. Hứa Đại Niên sửng sốt. Hai người Hàn Tử Chân, Hàn Tử Linh cũng kinh ngạc nhìn sang, chính là người thanh niên tự xưng là bố của họ. Trong lòng Thiên Cơ lão nhân khẽ động, vận may của thằng nhóc này đúng là không hợp lẽ thường. Toàn bộ người của Bá Tông, Đạo Tông, Luân Hồi Tông đều nhìn qua, bọn họ thực sự rất hối hận vì đã sợ hãi mà không dám thể hiện cạnh tranh trước những tông môn lớn. Thằng nhóc này, vậy mà còn có mặt hắn, đáng chết. Cổ Nhất Hàn phát hiện ra Diệp Bắc Minh cũng nằm trong số 10 người kia thì gần giọng lầm bầm. Cổ huynh sao thế? Một người bảo vệ khác hỏi. Ánh mắt Cổ Nhất Hàn tối sầm lại, thằng nhãi này đã giết chết một nhà ba người ông điên bà điên, còn uy hiếp ta nữa. Hiện tại hắn giành được Quy Linh Đan, lão phu ngược lại khó có thể ra tay. Nghê Hoàng bước nhanh đi tới, anh Diệp chúc mừng anh. Gặp may mà thôi. Diệp Bắc Minh mỉm cười. 9 vị đạo tổ còn lại nghe thấy lời này đều không chút do dự nuốt xuống Quy Linh Đan, khoanh chân ngồi xuống tại chỗ bắt đầu luyện hóa đan dược. Một khi rời khỏi nơi này e rằng bọn họ sẽ không ngừng bị truy lùng. Uống xong rồi lại nói. 9 viên Quy Linh Đan trong nháy mắt đã chẳng còn, chỉ còn lại viên cuối cùng nằm trong tay Diệp Bắc Minh. Ánh mắt của toàn bộ những người tu võ mưu mô ý xấu kia đều đổ dồn lên người Diệp Bắc Minh. Nhóc con, lão phu muốn viên Quy Linh Đan này, cậu cứ tùy ý ra giá đi. Một ông lão mặt đầy máu me đi tới, hơi thở của cảnh giới đạo tổ không chút e dè che giấu, hiển nhiên vừa trải qua một trận chiến khốc liệt. Nhóc con, lão già này cho cậu lợi ích gì thì lão phu cậu gấp đôi. Lợi ích của bọn họ chẳng là cái thá gì, chỉ cần cậu giao ra Quy Linh Đan, lão. Phu lập tức tuyên thề bằng tâm võ đạo sẽ thu nhận cậu làm đệ tử thân truyền. Hơn nữa còn giúp cậu trở thành tông chủ đời tiếp theo của Huyền Băng Tông. Vài ông lão đạo tổ hậu kỳ bước tới dụ dỗ. Trời ạ, Quy Linh Đan này đáng giá vậy sao? Chỉ một viên đan dược liền có thể đổi lấy cái ghế tông chủ, một cô gái trong đám người che miệng thốt lên, hưng phấn tới run rẩy. Một ông lão bên cạnh thấp giọng giải thích, đương nhiên.
nếu không có ngoại lực, chỉ dựa vào thiên phú của bản thân thì cảnh giới đạo tổ dùng cả đời cũng không đột phá tới đạo tôn được. Có biết bao nhiêu lão tổ của các tông môn bị mắc kẹt tại cảnh giới đạo tổ, cho đến lúc chết cũng không có cách nào đột phá. Nếu đổi lại là cô đương nhiên cũng sẽ không tiếc tất cả mọi thứ để đổi lấy cơ hội đột phá. Đạo tổ, đạo tôn. Chỉ khác biệt một chữ nhưng lại như một cái rãnh trời không có cách nào vượt qua. Đột nhiên, tại một góc của quảng trường bộc phát ra một hơi thở cực kỳ mạnh mẽ. Soạt tất cả đồng loạt ngoái đầu lại, run rẩy nhìn về vị trí phát ra hơi thở khủng bố. Một ông già râu xám đột nhiên mở mắt, sắc mặt ông ta đỏ bừng, hưng phấn cười ha hả, cảnh giới đạo tôn. Ha ha ha, lão phu đột phá đạo tôn rồi. Vô cùng cảm ơn Linh Quy Thiên Tôn đã ban tặng đan dược. Vừa nói ông lão đó vừa khuỵ chân quỳ lạy trước bức tượng Linh Quy. Cảm nhận được hơi thở trên người ông lão, con người của mọi người đều kịch liệt co rút lại. Cho dù đối phương đã cố ý áp chế nhưng bọn họ vẫn có cảm giác muốn quỳ xuống mà bái lạy. Đây chính là sức mạnh của cảnh giới đạo tôn sao. Giây tiếp theo, bùm. Người thứ hai cũng đột phá rồi. Tiếp đó người thứ ba đột phá. Đây chính là cảnh giới đạo tôn sao. Đã 10 vạn năm rồi, lão phu. Cuối cùng cũng đột phá rồi, hu hu hu. Một ông lão đứng ngây tại chỗ lẩm bẩm một mình. Một người ngửa mặt lên trời hét lớn. Cảnh tượng này hoàn toàn kích thích những người ở cảnh giới đạo tổ khác. Họ giống như phát điên tụ tập về phía Diệp Bắc Minh, nhóc con, cậu còn do. Sự cái gì? Nhóc con, tôi sẽ cho cậu toàn bộ tài sản của mình đổi lấy viên quy linh đan này. Nhóc con, coi như tôi cầu xin cậu, lão phu thực sự rất cần tới viên đan dược này. Diệp Bắc Minh đang định từ chối bọn họ. Thì một giọng nói uy nghiêm vang lên không, lão phu nhận ra cậu. Âu tên là Diệp Bắc Minh đúng Diệp Bắc Minh, chỉ cần cậu dâng hiến viên đan dược này lên, bảo kiếm phong tôi sẽ phá lệ thu cậu làm đệ tử nội môn của Luân Hồi Tông. Lời này vừa vang, tất cả mọi người đều im lặng, kinh ngạc quay đầu. Những ông lão cảnh giới đạo tổ sơ kỳ, trung kỳ kia đều cuống quýt nhường ra một con đường. Có cho họ 100 lá gan họ cũng không dám tranh với Luân Hồi Tông. Hai mắt Lục Thiêu đỏ ngầu, hung hăng nhìn Diệp Bắc Minh, nhãi con, bảo lão đang nói chuyện với cậu đó, cậu điếc rồi à? Diệp Bắc Minh phì cười, Luân Hồi Tông rất giỏi sao? Tại sao tôi lại phải đưa nó cho ông? Bảo Kiếm Phong không những không tức giận mà còn nở một nụ cười. Diệp Bắc Minh, Luân Hồi Tông rất cũng không vĩ đại nhiều như vậy. Có hàng ngàn thế giới xung quanh biển hỗn độn giống với thế giới bản nguyên của cậu. Vừa nói ông ta vừa khinh thường liếc nhìn đám người đạo tông một cái, thế lực của đạo tông tại thế giới bản nguyên hẳn là có thể xếp ở 3 vị trí đầu. Nhưng lão phu nói cho cậu biết, dù cộng tất cả tông môn mà biển hỗn độn có lại thì đạo tông cũng không thể xếp vào top 50. Mà Luân Hồi Tông của chúng tôi nằm trong 5 vị trí đầu, lý do này đã đủ chưa? Đám người đạo tông đen kịt mặt mày. Mẹ kiếp, giả vờ giỏi giang thì cứ giả, sao còn phải dẫm lên đầu đạo tông chúng ta? Nhưng sự thực chính là như vậy, nhóm người đạo tông không dám hé nửa lời oán giận. Trong đám đông, sư phụ, anh Diệp phải làm thế nào đây, Lục Linh Nhi đầy mặt lo lắng. Thiên Cơ lão nhân thở dài một hơi, nếu cậu ấy uống quy linh đan sớm hơn thì đã không gặp phải nhiều vấn đề như vậy rồi. Bây giờ sợ rằng quy linh đan này còn khó nuốt hơn cả thuốc độc nữa. Nghê Hoàng cũng đổ mồ hôi như mưa, anh Diệp, Luân Hồi Tông. Rất đáng sợ. Anh, nghĩ kỹ đi, đừng vì việc này mà đặt cược cả mạng sống của mình vào. Hàn Tử Chân, Hàn Tử Linh của Thần Ngự Tông bên này cắn chặt răng ngà, đây không phải là đang bắt nạt người khác sao? Bà nội của tôi ơi, đây thế nhưng là Luân Hồi Tông đó, muội đừng nói bậy. Hứa Đại Niên xém chút bị dọa chết khiếp, một mảnh trầm mặc. Cậu Diệp à, giao ra Quy Linh Đan thì cậu lập tức trở thành đệ tử nội môn của Luân Hồi Tông rồi. Bảo Kiếm Phong duỗi 5 ngón tay ngoắc ngoắc về phía Diệp Bắc Minh, lão phu bảo đảm, trong 1 vạn năm sẽ giúp cậu tiến vào cảnh giới đạo tổ trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ. Bây giờ thì đưa Quy Linh Đan qua đây. Trời ạ ồ! Trong vòng 1 vạn năm đột phá đạo tổ trung kỳ hoặc là hậu kỳ. Còn là đệ tử nội môn của Luân Hồi Tông. Phú quý ngập trời. Hai mắt Lục Thiêu đỏ quọng, ngay cả hắn ta cũng đố kỵ rồi. Hắn năm nay 1 vạn 3 ngàn tuổi. Uống vô số đan dược mà cũng chỉ vừa tiến vào cảnh giới đạo tổ hậu kỳ. Diệp Bắc Minh tươi cười, ông nói xong chưa? Bảo Kiếm Phong khựng người, gật đầu đáp, xong rồi. Vậy thì tốt. Diệp Bắc Minh há miệng, một ngụm nuốt xuống quy linh đan, cười đầy trêu tức.
nguyện vọng của ông phải tan vỡ rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 115.